Chết là tu vị gì? Ở phương diện này, quân thường tiểu có thể nghiệm, dạ tinh thần cũng có thể nghiệm. Chỉ có chân chính trải qua người chết mới có thể khắc sâu thể sẽ chết trước. Nguyên lai mình đổi thế giới nóng như vậy yêu. Đáng tiếc, cuối cùng rồi sẽ muốn mất đi. Cho nên vượt qua mà đến quân thường tiểu, đời tiếp tục còn sống may mắn. Dù là vác nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ cổ vũ chính mình muốn lạc quan đi đối mặt. Mà những kẻ kia trước một bước sống lên 20 tên liệp sát tổ thành viên, đứng tại nguyên chỗ, đang thể nghiệm lấy tử vong tư vị. Bởi vì cái cổ bày biện ra nhỏ bé kiếm ngân, máu tươi tuy nhiên sạch chảy ra, nhưng tư duy, linh hồn đang cùng thân thể từ từ chia cách. Quá trình này tựa như dài đằng đẵng, để bọn hắn vạn phần không muốn cùng chiếu cố, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đi bản thân trải nghiệm tử vong hoàng lâm. Phù phù, phù phù, 20 tên hắc ưng đường đệ tử cùng nhau có quắp trên mặt đất. Trên cổ kiếm ngân hiện ra vết dịch theo vết thương biến động bắt đầu phun tung tóe. Làm người trong tà phái, bọn họ đối với tử vong so với người bình thường lý giải nhiều, thậm chí đã sớm làm tốt chết giác ngộ. Chẳng qua là khi giờ khắc này thật buông xuống trên người mình, nguyên lai thật rất không muốn. Ưng ngực, phó tổ trưởng nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt nổi lên kinh hãi, hai tay không tự chủ được run rẩy lên. 20 tên thủ hạ tại mấy hơi ở giữa bị cái này nhìn xuống chính mình trang bức nam giết chết, thực lực thật đáng sợ. Cho dù là đường chủ cũng căn bản làm không được, không phải mấy hơi là một hơi. Dạ tinh thần kiếm xuất vỏ kiếm, kiếm mang lấp lóe, bọn họ liền đã chết. Hai triệu đèn đến cường, soát. Phó tổ trưởng tại thời gian nhanh nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất, khi chiến môn phải thân pháp hướng rút lui. Nhưng khi hắn vừa quay người lại là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt chiếu tới chỗ tổ trưởng đã cùng đám kia không rõ thân phận người chém giết. Không phải chém giết, phe mình liệp sát tổ thành viên bị đám kia nhìn như có điều 17-18 thiếu niên điên cùng đối sát lấy. Riêng là tổ trưởng thực lực mạnh hơn mình, tại đối mặt một tên thiếu niên lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đoạn Lý Thanh Dương né người sang một bên, linh lực rót vào cánh tay, trong nháy mắt thi triển ra khai sơn trưởng, trực tiếp đánh vào tổ trưởng mặt đao bên trên. Trường đao hội tụ lực lượng tại một điểm, đánh vào trên đao, trực tiếp vô tình đem chấn thành hai nửa. Đăng đăng đăng, tổ trưởng thân thể bạo lùi lại mấy bước, nhìn lấy bị chém đứt bội đao, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Đó là đường chủ ban thưởng cho mình bình thường phẩm cấp bậc vũ khí, lại bị một thiếu niên lấy trường lực chém đứt, đây rốt cuộc đến cường lực đến đâu lượng. Phốc, đúng vào lúc này, sau lưng không xa một tên thủ hạ bị Long Tử Dương lấy bá vương thương trực tiếp xuyên thấu ở ngực. Bành, một chân đem thi thể đá văng ra, nhìn lấy đầu thương nhuộm đầy máu tươi, hắn nỉ non nói, giết người của nhiên so giết hung thú thoải mái nhiều. Phốc, phốc, một chỗ khác, Tô Tiểu Mạt cùng Lý Phi dẫm lên quỷ túng bộ, lấy cực nhanh tốc độ huy động Hàn Phong kiếm, mảnh vỡ máu tươi vẩy ra. Môn phái thi đấu sau khi kết thúc, hai người từng cùng sát thủ chém giết qua, cho nên tại giết người trong chuyện này còn có thể làm được không có chút rung động nào. Trương Vĩ bọn người cũng không có trải qua, cho nên tại lấy thực lực cùng trang bị song trọng ưu thế hạ, giết chết từng người thành viên, cái kia nhiều máu tay đều tại run rẩy kịch liệt. Không nhân sinh xuống tới tàn nhẫn, cũng không nhân sinh xuống tới thì ưa thích giết người. Cho nên lần này giết hại, đối thiết cốt phái đệ tử tới nói, là một lần tâm hồn lịch luyện. Tại giết người phía trên lớn nhất chuyên nghiệp tế vũ đường thành viên, các loại am khí bắt chuyện bên trên, giết chết từng người liệp sát tổ thành viên, mí mắt đều không cần nháy một chút. Song phương nhân số phía trên không khác gì nhiều, nhưng thiết cốt phái đệ tử vô luận thực lực vẫn là trang bị, đều làm đến nghiền ép, cho nên hỗn chiến với nhau, tuyệt đối là đơn phương đổ sát. Càng khi bọn hắn dần thích ứng giết người, tâm cảnh cũng bắt đầu thuế biến, cho đến tay cũng không nôn, tâm cũng không khẩn trương, giết cái kia càng gọi một cái thủ đoạn độc ác. Ta không giết người, người giết ta, cho nên cũng chỉ có giết chết, để cho mình còn sống. Loại chuyện giết người này, quân thường tiểu sớm tại Hắc Phong Sơn liền đã lịch luyện ra, cho nên cũng không có xuất thủ, mà chính là đứng trên tàng cây đứng ngoài quan sát. Các đệ tử dần thích ứng, buông tay ra, để hắn rất vui mừng. Tại lấy võ làm đầu tàn khốc dị giới, không nói thích giết chóc thành tính, ít nhất cũng phải có giết người giác ngộ mới có thể tốt hơn còn sống. Trưởng môn, trưởng môn. Nhưng vào lúc này, Lý Thượng Thiên ôm độc xà xông lại, kêu khóc nói, nhanh mau cứu xà ca, nhanh mau cứu xà ca. Nhìn thấy độc xà một đường sắc này mặt đều không mảy may huyết sắc, quân thường tiếu vội vàng nhảy xuống, đẩy ra miệng ném vào một khỏa liệu thương đan. Đan dược tại thể nội khuếch tán, nguyên bản sinh mệnh đe dọa độc xà, nhất thời mở to mắt, câu nói đầu tiên là, Lý Thượng Thiên, đi đại gia ngươi, kém chút hại chết lão tử, tỉnh, tỉnh. Nhìn thấy xà ca mở to mắt, Lý Thượng Thiên mừng rỡ như điên, thậm chí dâng lên bị chửi còn đặc biệt thoải mái cảm giác. Soát, quân thường tiếu vung tay lên, đem Hàn Phong kiếm ném qua để nói, không đi giết một người thì có lỗi với độc xà, có lỗi với bổn tọa viên kia liệu thương đan. Lý Thượng Thiên tiếp được băng lãnh kiếm, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến xà ca vì chính mình bên trong ám khí, hiện tại còn cắm ở trên người, thời thượng lớn nhất thời thượng, ánh mắt nhất thời nổi lên sát ý. Keng, Lý Thượng Thiên rút kiếm mà ra, quát to, ta muốn giết người. Nói xong, cất bước tiến lên, quân thường tiếu một thanh nắm chặt hắn cổ áo, cưỡng ép kéo trở về, chỉ về đằng trước nói, ngươi chạy sai phương hướng. Trưởng môn, Lý Thượng Thiên vẻ mặt đau khổ nói, ta sợ,
Sở đại gia ngươi, Độc Xà nằm trên mặt đất, chỉ đang chém giết lẫn nhau đám người, phẫn nộ quát, cho lão tử đi giết, giết không hai cái, trở về huấn luyện gấp bội. Nghe được huấn luyện gấp bội bốn chữ, Lý Thượng Thiên ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, sau đó giơ kiếm anh tiến lên. Độc Xà lung tung nói, trưởng môn, là ta Tế Vũ Đường dạy bảo không đúng, bồi dưỡng được như thế một cái nhát như chuột ra hòa. Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu nói, giết người dù sao không là chuyện nhỏ, Lý Thượng Thiên sợ cũng bình thường. Độc Xà trầm mặc, tưởng tượng năm đó mình tại 14 tuổi lần thứ nhất giết người, cũng là thật lâu mới có thể tiêu tan. Lê Lạc Thu đứng trên tàng cây, cười nói, vừa rồi tiểu gia hỏa kia đem ngươi cứu được, chạy tốc độ vẫn rất nhanh. Quân Thường Tiếu nói, đây là một mầm mống tốt, nếu như đem đàm lượng luyện ra, có lẽ sẽ là các ngươi Tế Vũ Đường một viên hổ tướng. Giết người nhiều, đàm lượng tự nhiên là luyện ra. Lê Lạc Thu nghĩ một lát nói, Độc Xà, sau này trở về, đối với hắn gấp bội huấn luyện. Đúng, Độc Xà đáp. Vì không thêm lần, Lý Thượng Thiên càng ngày càng bảo giết đi qua. Nếu như biết mình cuối cùng vẫn là không trốn được, khẳng định sẽ gào khóc. Anh à, Lý Thượng Thiên xông lại, vây quanh một tên địch nhân lan lên vòng. Đang cùng Liệp Sát Tổ thành viên giao thủ, cũng nhiều lần cho ra đánh giết không gian điền thất, vô cùng sụp đổ nói. Ngươi ngược lại là giết à? Phốc, Hàn Phong kiếm xuyên thấu thân thể người nọ. Máu tươi tung tuế điền thất một mặt, để hắn tức giận đến kém chút bất tỉnh đi. Ta con mẹ nó mẹ cho ngươi sáng tạo nhiều lần như vậy cơ hội tốt, hết lần này tới lần khác chọn cái tung tuế ta một mặt máu mà giết, đây thật là heo đồng đội. Xoát, rút kiếm mà ra, thi thể ngã xuống đất. Chịu đựng xung quanh sinh ra cảm giác hôn mê, Lý Thượng Thiên sững sờ nhìn lấy cái kia nhuốm máu kiếm, trong dạ dày nhất thời phiên giang đảo hải. Mụ mụ, ta giết người. Hư, đúng vào lúc này, sau lưng bay tới mấy đạo ám khí. Đinh. Dương Ngọc Hoa nhanh chân mà đến, lấy kiên thiết thuận đem đỡ được nói. Sư đệ, thả ám khí thì giao cho ngươi. Lại giết á? Lý Thượng Thiên nắm nhiều máu kiếm, không biết tính sao, tay thế mà là không run rẩy. Anh, hắn lần nữa lấy kêu to đến tăng thêm lòng dũng cảm giết đi qua. Xoát, ám khí liên tiếp đánh tới. Lý Thượng Thiên dựa vào quỷ túng bộ tránh né, sau cùng xông đến trước người, Hàn Phong kiếm hung hăng đảo qua đi. Phốc đến, một kiếm này quán chú tất cả lực lượng, trực tiếp đem đối phương đầu mang đi. Tên kia Liệp Sát Tổ thành viên, mặc dù là ngũ phẩm vũ sư, nhưng ở cáo tốc bạo phát còn có Hàn Phong kiếm gia trì hạ, liền tránh né cơ hội đều không, liền bị chém dụng thủ cấp. Người nhanh, kiếm cũng nhanh. Đây chính là Lý Thượng Thiên dài đến mấy chục ngày lịch luyện thành quả. Không tệ, Quân Thường Tiếu hài lòng cười. Tên đệ tử này chỉ cần có thể vượt qua tâm lý, vẫn rất có bồi dưỡng giá trị. Ta lại giết người. Nhìn lấy rơi xuống ở phía xa đầu lâu, Lý Thượng Thiên sững sờ ngẩn người. Nhắc tới cũng kỳ. Nguyên bản khẩn trương cao độ tâm cảnh, theo chém giết địch nhân dần dần vững vàng xuống tới. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có đáng sợ như vậy nha. Trương Vĩ bọn người lần lượt đem địch nhân giết chết, cũng ý thức được, giết người không gì hơn cái này, thậm chí so giết hung thú nhẹ nhõm nhiều. Đây là bởi vì thực lực cùng trang bị quá mạnh, lại trải qua tử vong cốc lịch luyện cùng lần đầu giết người. Liệp Sát Tổ thành viên, tuy nhiên cũng là thân kinh bách chiến lão tướng, nhưng khẳng định không chịu nổi một đám yêu nghiệt a. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 80 tên Liệp Sát Tổ thành viên liền bị giết chết 5-60 tên, bên trong lấy dạ tinh thần vạm vỡ nhất, một kiếm giết 20 người. Thiết cốt phải thương vong như thế nào? Trừ Độc Xà bên ngoài, đệ tử đều bình yên vô sự, thậm chí đều không thụ thương. Lẽ ra, Liệp Sát Tổ thành viên cùng loại sát thủ lại giỏi về ném ám khí, coi như không chết, thụ cái thương tổn cũng được à. Ám khí ném thật không ít. Nhưng để bọn hắn sụp đổ là, đám thiếu niên kia có thể tại quanh thân ngưng tụ mơ hồ kết giới, tuy tiện liền đem ám khí đỡ được. Kết ấn bao bọc giá trị thể hiện ra. Tuy nhiên thiết cốt phái đệ tử còn không có tu luyện cực hạn, nhưng ngưng tụ mà thành, ngăn lại vạn cân lực lượng vẫn là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ đầy người cái chảo hộ thể, đây tuyệt đối để giỏi về ném mạnh ám khí đối thủ tuyệt vọng. Đáng giận, Thủy Trung bị Lý Thanh Dương dây dưa tổ trưởng, nhìn thấy tay tiếp tục cài ngã xuống, hai mắt xuất hiện căm giận ngút trời. Nhưng mà ý thức được, địch nhân thực lực mạnh mẽ, trong lòng dâng lên thoái ý. Trước kia đều là đem người khác giết lùi, ngày hôm nay chính mình ngược lại khiếp đảm muốn lui. Xoát, tổ trưởng nắm lấy cơ hội, né tránh Lý Thanh Dương khai sơn trưởng, liền muốn hướng trên núi chạy tới, vừa tốt mắt thấy phó tổ trưởng bị gọt sạch đầu lâu một màn. Dạ tinh thần nằm lấy huyết kiếm, đứng tại không đầu thân thể đằng sau, trên mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Tê, tổ trưởng hít một hơi lạnh khí, hơn 20 tên đệ tử đi giết này trắng bức nam, kết quả toàn bộ phơi thây bậc thang trước. Thi Liên cũng giống như mình cùng làm nhất phẩm vũ sư phó tổ trưởng cũng bị giết, khó trách, hắn dám một mình chặn lộ. Uy, Lý Thanh Dương thanh âm từ phía sau truyền đến. Khác phân tâm, oanh. Khai Sơn trưởng oanh ở trên lưng, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem tổ trưởng đánh bay ra ngoài. Đạp, sau khi hạ xuống hắn, sắc mặt tái nhợt, thể nội kinh mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại là lóe ra hồng mang tới. Mê mơ, Lý Thanh Dương có chút kinh ngạc. Xoát, đúng vào lúc này, tổ trưởng quanh thân tràn ngập ra huyết hồng chi khí, sau đó kéo lấy ánh hồng phóng tới núi. Hắn không đi dạ tinh thần vị trí, mà chính là thả người nhảy lên hơn 20 mét, trực tiếp rơi vào trên vách núi đá, như con khỉ đi lên lui. Chạy nhanh như vậy, Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói.
Lê Lạc Thu nói, hẳn là một loại tà môn thân pháp. Đứng đắn tu luyện vũ kỹ đều là coi trọng tiến hành theo chất lượng, chỉ tại bình ổn hướng về phía trước mà ta phải tu luyện vũ kỹ, phần lớn coi trọng cực đoan hóa. Cái này có lợi có hại, loại là tu luyện tốc độ nhanh, lực lượng đề bạt cũng nhanh, tệ cũng là tại quá trình tu luyện, thậm chí thi triển quá trình đều sẽ nỗ lực tương ứng đại giới. Tỷ như người tổ trưởng kia, thi triển là tà phái thân pháp huyết bảo bước. Tuy nhiên có thể trong nháy mắt tốc độ tăng lên cùng bật lên lực, nhưng đại giới là lấy huyết dịch thiêu đốt, cho đến thi triển về sau, khẳng định sẽ lâm vào hư thoát. Thiêu đốt quá mạnh, tính sơ sơ còn sẽ vẫn lạc. Tội kỳ, quân thường tiểu nói, đánh xuống. Đúng. Tiêu tội kỳ ép tá em liếc về phía không ngừng leo núi tổ trưởng, căn cứ hắn nhảy vọt tốc độ đến dự phán vị trí, sau đó bóc cò. Hưu đến. Viên đạn bắn tới, truyền đến rất nhỏ âm thanh xé gió. Lập tức đến sơn môn, lập tức an toàn. Huyết dịch thiêu đốt phía dưới tổ trưởng, giúp vọng cầu sinh đạt đến cực hạn, mười cái túng nhảy ở giữa, rơi vào đỉnh núi trên bình đài, trên mặt nhất thời gạt ra hơi. Đột nhiên, mãnh liệt tử vong khí tức tràn ngập mà đến. Vừa mới tháo bỏ súng sức lực tổ trưởng, song đồng đột nhiên co vào, cả kinh nói, không, bành, lưu quang viên đạn trực tiếp theo hàng cái ót đi qua, máu tươi vẩy ra mà ra. Xông lên thời điểm, nếu như hắn thừa thế xông lên tiếp tục trốn, tiêu tội kỳ bắn ra viên đạn chưa hẳn có thể đánh trúng đâu, nhưng kết quả tự cho là an toàn, hơi thư giãn liền bị nổ đầu. Mạnh nên tuyệt, không có cách nào. Phù phù, tổ trưởng thẳng tắp ngã xuống, cái kia đã mất đi sức sống lại bạo mở mắt, đoán phương vị chính là chỉ có 50m khoảng cách Hắc Ưng Đường sơn môn. Kết, đóng chặt phía trên cửa mở ra, Hắc Ưng Đường đệ tử lao ra. Khi thấy Liệp Sát tổ trưởng chết thảm tại đỉnh núi cầu thang đá, sắc mặt không không đại biến. Không tốt, tôn tổ trưởng bị giết. Trưởng môn, tiêu tội kỳ mở qua thương về sau, ếch tà em vẫn đang liếc trên núi, nói, kinh động Hắc Ưng Đường người. Quân thường tiếu lúc này hô, tốc chiến tốc thắng. Đúng. Đệ tử nhất thời bộc phát ra càng nhiều lực lượng cùng trong binh khí, sau đó tại thời gian cực ngắn, đem còn lại Liệp Sát tổ thành viên toàn giết chết. Cuối cùng, lấy Liệp Sát người khác mạnh danh Liệp Sát tổ, bị Thiết Cốt phái bình thường Liệp Sát. Sát người, quân thường tiểu nói, chúng đệ tử sạch sẽ nhanh nhẹn nhanh liếm bao, cho đến đem không gian dưới chỉ cái gì thu hết đi, nhào nhào thi triển thân pháp rút lui. Mấy phút đồng hồ sau, phó đường chủ xuất lệnh hơn 300 tên đệ tử từ trên núi vọt xuống tới, cho đến nhìn thấy giao lộ đầy đất đều là Liệp Sát tổ thành viên thi thể. Nhất thời tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Là ai làm? Thanh âm phẫn nộ giữa không trung truyền lại. Quân thường tiếu tuy nhiên nghe được, nhưng mà đã mang đệ tử thối lui đến bí mật hơn khu vực, đồng thời kêu bưu 88 theo giao lộ trực tiếp liền mở 20 thương. Bành, 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 bị khóa định 20 tên Hắc Ưng Đường đệ tử. Tuy nhiên thời khắc cảnh giác, nhưng căn bản khó có thể né tránh im ắng viên đạn, sau cùng nhao nhao bị đánh chết tại chỗ. Phó đường chủ thấy thế, sắc mặt kinh biến, cũng không dám đứng tại chỗ nổi giận, vội vàng mang theo thủ hạ cởi trước phái mà đi. Quân thường tiếu tiếp tục giả vờ đạn dược, đem 20 súng trường bổ sung tốt về sau, đám kia Hắc Ưng Đường người đã tại ngàn mét có hơn, liền từ bỏ xạ kích. Soát, đem thương ném cho tiêu tội kỳ về sau, nhìn về phía các đệ tử, cười nói, trận này giết hại hành trình, cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Lý Thượng Thiên trước một bước mở miệng nói, xéo đi. Đốc Sa một chân đạp tại trên mông hắn mặt nói, lão tử kém chút bị người hại chết, còn có mặt mũi ở chỗ này thoải mái. Saka, Lý Thượng Thiên che lấy cái mông, có chút xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta ngay từ đầu quá khẩn trương, đem người cho liên lụy, một câu có lỗi với thì xong. Độc Sa nói, hồi đến môn phải gấp bội huấn luyện đến trừng phạt. Anh, Lý Thượng Thiên nhanh nhảy dựng lên, nói, Saka, ta vừa rồi nhưng là giết hai cái địch nhân đâu. Độc Sa nói, có Điền Thất hỗ trợ, cho nên một cái kia không tính toán gì hết. Phù phù, Lý Thượng Thiên có quắp trên đồng cỏ, trong lòng ngao gào to, đây là chơi xấu á. Ha ha ha, nhìn thấy tên kia một mặt muốn chết không muốn sống, vừa mới trải qua giết hại các đệ tử, tinh thần trầm tĩnh lại, nhao nhao thoải mái cười ha ha. Theo sơn môn đi súng trăm tên Liệp Sát tổ thành viên, báo quát chính phó tổ trưởng, tại không đến nửa giờ liền bị toàn diệt. Anh, không đúng, còn có một cái người sống sót, hắn gọi nhị cầu tử, hắn hiện tại rất thống khổ, nếu có điện thoại di động lời nói, khẳng định sẽ phát người bằng hữu vòng áng lai cầu cứu. Bởi vì thân thể bị triệt để đóng băng, như là sinh động như thật băng điêu. Phong ấn hắn là Lục Thiên Thiên, đem hắn vượt qua tới là Dương Ngọc Hoa. Hiện tại được an trí tại một khối đá bên cạnh, xung quanh tất cả đều là Thiết Cốt phái đệ tử, tại chỉ trò nghị luận. Đại sư tỷ quá mạnh, lại đem một người sống đóng băng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được. Bị phong ấn ở bên trong, khẳng định lạnh á? Nào chỉ là lạnh, bị tầng băng bao khỏa nhị cầu tử, giờ phút này tựa như rơi vào cực hàn địa ngục, chính thừa nhận khó có thể hình dung thống khổ. Nếu như có thể lựa chọn, hắn mong ước bị nhất thương nổ đầu, bị chém xuống một kiếm thủ cấp, cũng không nguyện ý gặp như thế không phải người tra tấn. Đáng tiếc, không có lựa chọn khác, bởi vì hắn muốn vì mới vừa nói mỗi một câu, mỗi một chữ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trưởng môn, Lê Lạc Thu đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm sát cơ nói, tên này miệng đầy dâm, bấy ngữ điệu, không hào hảo tra tấn hắn, lão nương nuốt không trôi kẻ kia hơi thở, làm cho Lê đường chủ như thế táo bạo,
có thể thấy được nhị cầu tử tại hạ đến thời điểm nói rất nhiều khó coi lời nói. Quân Thường Tiếu nói, giao cho ngươi. Soát, Lê Lạc Thu vung tay lên, sáng loáng dao găm xuất hiện, sau đó trở về băng điều trước, theo cánh tay vị trí chính là gọt đi qua. Cách, băng khối rơi xuống, bên trong kẹp lấy da thịt, tạch tạch tạch, nhị cầu tử bị vạch phá chỗ cánh tay lõa lồ ngoại giới, còn chưa kịp phun tung tóe máu tươi, lại lần nữa bị băng hàn chi khí phong ấn bên trên. Đau không? Siêu cấp đau. Đau nhị cầu tử lập tức theo cực hàn địa ngục bên trong đào thoát, đau tê tâm liệt phế, đau sắc mặt, ân, không thể thay đổi, bị lạnh nóng mang lại. Xoát, 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 Lê Lạc Thu giáo găm đoạn vung, băng khối từng tầng chóc ra. Lục Thiên Thiên đứng ở bên cạnh nhìn như không nhúc nhích, như một mực khôi động hàn khí, đem tên kia lõa lổ ra ra thịt dùng tầng băng phong ấn. Tại hai nữ nhân trước mặt, nhị cầu tử thì tương đương với bị lăng trì. Quá tàn bạo, trải qua giết người lịch luyện thiết cốt phái đệ tử, nhìn thấy cái này dọa người một màn, nhao nhao quay đầu đi. Lăng Tuyết, Lê Lạc Thu nói, ngươi cũng tới cắt một khối, anh, nha. Lăng Nguyên Tuyết đem dao găm nhận lấy, nhắm mắt lại đi vào băng điêu trước, sau đó nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, xót xót vung lên tới. Ken két, tầng băng bọc lấy thịt, từng khối rơi xuống. Cuối cùng, gọi nhị cầu tử ra hỏa, bị tươi sống lăng trì xử tử. Toàn bộ quá trình có bao nhiêu thống khổ thì không cần ngôn ngữ đi miêu tả. Nói tóm lại, giống như hắn vừa rồi đồng bạn nói, chết thật trong tay nữ nhân. Ân, đã được như nguyện. Ba đóa hoa mẫu đơn phía dưới lăng trì chết, làm quỷ cũng là buồn hồ ai tai. Tham dự giết hại thiết cốt phái đệ tử đều giết người, có giết không chỉ một. Tại tàn khốc thế giới, đi trải qua loại chuyện này không thể nghi ngờ bình thường nhất, cũng là một loại tâm hồn lịch luyện. Biên hòa lớn nhất vẫn là Lý Thượng Thiên. Hắn nằm trên đồng cỏ, thủy chung nhớ lại vừa rồi giết người một màn. Tuy nhiên bắt đầu còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng dần dần liền ý thức được, thực cứ xem như không có gì sự việc. Ngày hôm nay, Lý Thượng Thiên thầm nghĩ, là ta Lý Thượng Thiên thăng hoa ngày, là Nguyên Tuyết cũng giết người, chỉ là tại sư huynh hiệp trợ phía dưới giết. Tuy nhiên vẫn rất sợ hãi, nhưng mà trong lúc vô hình đề bạt không ít tàm lượng, đối về sau khẳng định có trợ giúp. Trưởng môn, Lê Lạc Thu nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Quân Thường Tiếu nằm tại thạch đầu bên trên, khóe miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, nói, chết nhiều đệ tử như vậy, phàm là có chút tính khí, khẳng định sẽ nhịn không được đi ra. Hắc Ưng Đường đại điện, bành, bàn trà trực tiếp bị liệt hắc sát nhất trưởng vỡ nát, quanh thân tràn ngập khiếp người tức giận cùng sát ý. Vừa mạnh lạnh liệt sát tổ hành động, kết quả rời núi môn thì chết hết ở chân núi, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Nếu như chết phổ thông đệ tử cũng không quan trọng, liệt sát tổ thành viên đều là mình tốn hao không ít tư nguyên cùng tinh lực vun trồng lên. Đường chủ, Dương Chí cau mày nói, rơi núi đánh lén đám người kia kẻ đến không thiện, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn diệt đi liệt sát tổ tất cả thành viên, thì liên tổ trưởng cũng chết ở trước sơn môn, cái này tuyệt không phải bình thường võ tu có thể làm được. Dương tiên sinh, liệt hắc sát đè ép lửa giận nói, là ai dám ở tá Hắc Ưng Đường chân núi khiêu khích? Khó mà nói. Dương Chí một mực đang suy nghĩ người đến thân phận, nhưng thật lâu cũng không nghĩ ra đến cùng là thần thánh phương nào. Phó đường chủ nói, đoạn thời gian trước chúng ta đem Phích Lịch Đường hàng cho kiếp, có phải hay không là bọn họ? Không có khả năng. Dương Chí đều không mở miệng, liệt hắc sát trước hết phủ nhận nói, Phích Lịch Đường tuy nhiên cùng tá Hắc Ưng Đường cùng là thất lưu, nhưng còn không có năng lực này. Chẳng lẽ? Phó đường chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, là lục lưu môn phải làm. Dương Chí lắc đầu nói, những năm nay mỗi lần hành động nhằm vào mục tiêu đều là 8-9 chảy, cũng không trêu vào lục lưu môn phái. Liệt hắc sát tức giận nói, mặc kệ ai làm, giết ta Hắc Ưng Đường người nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dịch tiên sinh, có hay không lưng sách đến phản mẹ hắn nhất kích? Dương Chí nói, căn cứ đệ tử tại sơn môn nhìn thấy tình huống tới nói, địch nhân số chỉ ít tại 7-8 chục hai bên, địch tối ta sáng, còn có cường đại ám khí, chính diện xuất kích sẽ rất bị động, không bằng chờ đêm tối tiến đến, lặng lẽ từ sau núi vách núi treo leo quấn đi xuống, xác định đối phương không có rời đi, trên dưới bao bọc đem nhất cửu tiêu diệt. Có đạo lý. Liệt hắc sát nhìn về phía phó đường chủ nói, tân tử, buổi tối mang mấy tên đà chủ cùng thần pháp mạnh mẽ đệ tử từ sau núi quấn đi xuống, tìm tới người đánh lén, lấy tín hiệu truyền lại. Đúng. Phó đường chủ vội vàng rời đi. Hắc Ưng rời núi, Tiêu Tội Kỳ thủy chung mang lấy Q Bill 88, dựa vào ắt tá em cẩn thận lưu ý lấy Hắc Ưng đường sơn môn. Lý Thanh Dương bọn người bốn phía tản ra, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Quân Thường Tiếu ngồi xếp bằng trên tảng đá, nói, lâu như vậy không có đi ra, không giống như là ta phải tác phong đây. Lê Lạc Thu nói, chúng ta thân đi súng lửa giết người ở vô hình, bọn họ lại không phải người ngu, khẳng định không dám chính diện đi ra. Có đạo lý. Quân Thường Tiếu tiếp tục quan sát địa đồ, sau đó chỉ tại phát họa ra vách núi treo leo, nói, ngươi nói buổi tối, bọn họ có thể hay không từ nơi này xuống tới, ngưng lại một chút chúng ta phía sau? Không thể nào. Lê Lạc Thu nói, vách núi như đao gọt chân nhắn, chỉ ít có mấy cái cao trăm trượng độ, không cẩn thận ngã xuống, dù là vũ sư cũng phải trọng thương. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, một cái môn phái tổng bộ, nếu như chỉ có một con đường, khẳng định không bình thường, cái này nhìn như nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ cũng là bọn họ đường lui đây.
Dương Chí nghĩ là theo dưới hậu xuân đến, hắn muốn cũng là như thế này, hai người thật sự là tâm ý tương thông à. Ngươi ở chỗ này trông coi, Quân Thường Tiếu nói, bổn tạ dẫn người đến hậu sơn nhìn lấy. Dứt lời, mang Tiêu Tội Kỳ bọn người cuốn một vòng lớn, đi vào cao chừng ngàn mét vách núi đằng sau. Phía dưới lao nhanh dòng nước xiết, người từ phía trên đến rơi xuống. Đã không chết cũng phải bị nước trôi đến chân trời góc biển đi. Đêm tối tiến đến, trưởng môn, Thủy Trung đang quan sát phía trên Tiêu Tội Kỳ, thất giọng nói, có hạ nhân tới. Quân Thường Tiếu dựa vào đến, đem thương nhận lấy, ách tá êm liếc qua đi, trong lúc mơ hồ có thể theo dưới ảnh trăng nhìn thấy, từng người hắc ưng đường đệ tử hội tụ tại trên vách núi. Sau đó, mấy chục người cùng một thời gian nhảy xuống. Ngoạ tào, nhìn lấy từng cái hắc ảnh rơi xuống, Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói, liền xem như nhảy bắn ghi, tốt xấu cũng tại trên đùi buộc một sợi dây thừng a. Hắc ưng đường đệ tử liền dây thừng đều không buộc, liền từ trên vách núi nhảy xuống, để Quân Thường Tiếu mười phần kính nể. Hắn không cho rằng những người này không có chút nào an toàn công trình nhảy xuống tới chơi cực hạn tìm đường chết, cho nên Thủy Trung dùng ếch tá êm quan sát. Quả nhiên làm hắc ưng đường đệ tử rơi xuống giữa không trung, hai tay đột nhiên mở ra cùng loại vũ rực một dạng cánh hiện ra, sau đó nghiêng lướt đi lên. Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói, nguyên lai có cánh lượn, loại này tại địa cầu phổ biến đồ vật, tại dị giới xuất hiện, rất có một cố hắc khoa kỹ mùi vị. Hắc ưng đường người rõ ràng không phải lần đầu tiên nhảy núi, làm mở ra đặc biệt tính chất cánh lượn về sau, thuần thục khống chế phương vị, hướng đối diện bình bước đi. Nhiều như vậy chim chóc, không thừa cơ đánh xuống mấy cái, sao có thể được đây? Quân Thường Tiếu dựng lên Kiêu Bưu 88, mở ra tăng cường hình thức, khóa chặt tại người cuối cùng đầu. Hưu đến, bóp cò, viên đạn im ắng mà đi, trực tiếp xuyên thấu tên đệ tử kia chán. Tư duy cùng thân thể tách rời, thăng bằng tính cũng không, nhất thời giống như rủi gió phi cơ, đánh lấy xoáy rơi vào giang lưu bên trong. Dòng nước xiết thanh thế to lớn, phía trước cũng không có ý thức được đồng bạn bị bắn giết cũng rớt xuống trong nước bị cuốn đi, còn tại ngưng thần khống chế hai cặp lướt đi cảnh, tiếp tục hướng đất băng bay đi. Hưu, 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 Quân Thường Tiếu liên tiếp bóp cò, đánh giết hơn 10 tên thành viên, sau đó thì gặp bọn họ từng cái rớt xuống, nước chảy bèo trôi mà đi. Con hàng này tựa như sớm rơi xuống đất, cầm một cây thương, mở ra hắc đối với con tại nhảy dù người tiến hành điên cuồng điểm giết, cảm giác kia làm siêu cấp thoải mái. Quân Thường Tiếu không có toàn giết chết, vẫn phải cho đệ tử chừa chút, cho nên giải quyết hơn 10 kẻ sau liền từ bỏ nổ súng. Đạp đạp đạp, hắc ưng đường phó đường chủ cùng mấy tên đà chủ bọn người lần lượt an ổn rơi xuống đất. Nhưng bọn người rơi xuống, một phen kiểm kê về sau, phát hiện thiếu hơn 10 tên, sau đó nhao nhao mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phó đường chủ, một tên đà chủ thấp giọng nói, có thể hay không thao tác sai lầm, rơi trong nước đi? Có khả năng, phó đường chủ nói, mặc kệ, chúng ta đi trước tìm kiếm cái kia chỗ tối người, tìm tới về sáu phát tín hiệu thông báo đường chủ, hình thành vây kín chi thế. Phó đường chủ, tin tòi một nhóm người, phát tín hiệu, hình thành vây kín chi thế. Nhưng mấu chốt này lời nói đều bị ếch tá em nghe trộm công năng bắt được. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, cái này tiểu thói quen chơi vẫn rất trượt. Phó đường chủ nha, đây chính là một con cá lớn đây. Quân Thường Tiếu ếch tá em Thủy Trung tập trung vào mục tiêu, gặp bọn họ chỉ hướng chính mình phương hướng đi tới, sau đó cho đệ tử mệnh lệnh chỉ lệnh tác chiến. Xoát xoát xoát, Lý Thanh Dương cùng Tiêu Tội Kỳ bọn người đem binh khí cùng kiên thiết thuẫn gọi ra. Thiết cốt phái phương này nhân số có 23 người, Dạ Tinh Thần cùng Chu Hồng không có theo tới. Hắc ưng đường đồng dạng có hơn 20 người, phó đường chủ thực lực vì nhị phẩm vũ sư, 4 tên đà chủ làm nhất phẩm vũ sư. Không có hai cái chủ lực phát ra, đây không thể nghi ngờ là một lần khảo nghiệm. Bất quá, Quân Thường Tiếu đối đệ tử có tự tin, có thể nhẹ nhõm giải quyết hết, bởi vì những người này có thể mạnh hơn cao phẩm hung thú sao? Phó đường chủ, rốt cuộc là ai đang đánh lén chúng ta hắc ưng đường à? Trên đường, một tên đà chủ đè ép thanh âm nói, một tên khác đà chủ nói, hầu tổ trưởng đều bị giết, đối phương không đơn giản nha. Hừ, phó đường chủ lạnh lẽo âm mưu nói, dán đến chúng ta địa bàn giết chúng ta người, đây là lão thọ tinh thác cổ chán sống. Xa xa xa, đột nhiên, bên tai truyền đến rất nhỏ thanh âm, có người, phó đường chủ thấp giọng nói, trong nháy mắt, mấy cái tên thủ hạ cùng hơn 10 tên đệ tử liền cảnh giác lên, nhưng là, khi mắt quan sát chung quanh, căn bản không có mảy may thu hoạch. Chẳng lẽ, nghe lầm, xa xa xa, xa xa xa, càng thêm rõ ràng âm thanh xé gió truyền đến, thật giống như tại phụ cận. Hắc ưng đường người vội vàng dựa chung một chỗ, tỉ mỉ quan sát bốn phía, nhưng vẫn là không thấy được người. Đêm tối phía dưới, có dẫm qua thảo thanh âm, nhưng không nhìn thấy tung tích, cái này không thể nghi ngờ có chút khiến người ta rùng mình. Một tên đà chủ thấp giọng nói, có phải hay không là tin đồn? Không có khả năng. Phó đường chủ kiên định nói, rõ ràng là tiếng bước chân. Hưu đến. Đột nhiên, một đạo kiếm quang tại đêm tối phía dưới hiện lên. Kiếm quang xuất hiện rất nhanh, khi bọn hắn bắt được liền đã phai mờ. Phù phù, đi tại phía sau cùng đệ tử, ầm vang ngã xuống đất, đầu người không biết rơi xuống địa phương nào đi. Ở nơi đó, một tên đà chủ bắt được chính đang thoát đi bóng người. Xoát, 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 nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau lưng đếm tên thủ hạ không nói hai lời đem các loại ném qua đi. Phản ứng này lực, không hổ thường xuyên làm giết người cướp hàng mua bán. Đinh, đinh, đinh.
Tô Tiểu mà giết chết phía sau một người, chạy trốn lúc đem kiên thiết thuẫn lập tại sau lưng, thành công đem ám khí toàn bộ đỡ được, lực phản ứng lại nhanh, đối mặt cứng rắn thuẫn bài, vậy cũng không có gì chứng dùng. Xa xa xa, một chỗ khác Lý Phi dẫm lên quỷ túng bộ dao đến bọn họ phía sau, sau đó nhảy lên một cái, đến cái xuất khí lăng không vali. Hưu đến, quy cách vừa tốt hòn đá, lôi kéo đường vòng cung kình xạ mà đến, chỗ mục tiêu công kích chính là phó đường chủ. Vù vù, phó đường chủ nghiêm túc, bắt có tối vật đánh tới, hội tụ hai tay linh năng bạo phát, tại quyền đầu bên trong hình thành một tầng linh màng đột nhiên đập tới, bành, hòn đá bị trực tiếp đánh nát. Phó đường chủ thân thể hướng lui về phía sau một bộ, sắc mặt nhất thời hiện lên kinh hãi hình. Cái kia rõ ràng chỉ là phổ thông hòn đá, lại ẩn chứa cường thế như vậy lực lượng, đến cùng làm sao làm được. Về đến môn phái tu luyện nửa tháng, Lý Phi cảnh giới tổng thất phẩm bước vào bát phẩm, lại tại lịch luyện tháp lịch luyện, hoàng kim chân phải anh ra lực lượng đã đạt tới 25. Phải biết, phổ thông tầng thứ nhất phẩm vũ sư, lực lượng cũng mới 25 hai bên. Đây là khái niệm gì? Chỉ có bát phẩm vũ đồ Lý Phi có thể so với nhất phẩm vũ sư. Hắn đều mạnh như vậy, chớ nói chi là cực phẩm linh căn Tô Tiểu Mạt, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động chém giết một người. Xa xa xa, hai người đang xuất thủ về sau, không có tiếp tục chém giết công kích, mà chính là dẫm lên quỷ túng bộ không ngừng xuyên qua, quấn hắc ưng đường mọi người hoa mắt. Động thủ đi, Quân Thường Tiếu thất giọng nói. Tiêm phục tại phụ cận Lý Thanh Dương cùng Tiêu Tội Kỳ bọn người cấp tốc tiến lên. Bọn họ sớm thì sớm phân tán ra, một khi hành động, lập tức liền hình thành vòng vây. Lần này Lý Thanh Dương không hề tay không tấc sắt, tế ra Hàn Phong kiếm, khóa chặt tên kia phó đường chủ, một ngựa đi đầu tiến lên. Tiêu Tội Kỳ nắm quyền đầu, khóa chặt mấy tên đà chủ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Hắc Ưng Đường người tự nhiên phát hiện bọn họ, có tế ra binh khí, có cùng ném ám khí. Đáng tiếc, tại kiên thiết thuẫn cùng kết ấn bao bọc phòng ngự hạ, loại này vạn thanh cân lực lượng ám khí, hoàn toàn cấu thành không bất cứ uy hiếp gì. Soát, Lý Thanh Dương dẫn đầu xông lại, chín tầng điệp lãng kiếm, nhất thời thi triển đi ra, từng tầng điệp lãng chi khí tràn ngập, trong nháy mắt của lấy phó đường chủ. Một bên khác Tiêu Tội Kỳ tương đối thẳng tiếp, vọt tới đối thủ trước mặt, trực tiếp khai sơn trưởng quét tới. Đa chủ cười lạnh một tiếng, quán chú linh năng lợi kiếm minh tiếp. Tay ngươi trưởng tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng há có thể cùng ta lợi kiếm đánh đồng. Bành, mang theo chí cường lực lượng bàn tay, đánh vào trên lưỡi kiếm, trực tiếp đem đánh gãy. Đa chủ nụ cười trên mặt, đột nhiên ngừng động. Và, Tiêu Tội Kỳ một cái tay khác nhô ra, bắt lấy rơi súng kiếm gãy. Nghiêng người hướng về phía trước đi ra một bước, kiếm nhận lắp lấy bạch mang, vô tình từ đối phương cái cổ hung hăng vạch tới. Đạp, ổn định thân thể, đứng ở phía sau. Phốc, tên kia đà chủ đấu người bay ra, ánh mắt hiện ra hãi nhiên hình. Có thể thấy được, lúc sắp chết đều đang nghĩ, tên kia huyết nhục chi trưởng, làm sao có thể lông tóc không thương chặt đứt chính mình lợi kiếm. Bởi vì làm lực lượng đạt đến cực hạn, bàn tay có thể cùng lưỡi dao sắc bén đánh đồng. Theo xuất trường đến bắt lấy đoàn đao, lại đến một bộ phòng da gọt sạch thủ cấp. Tiêu Tội Kỳ lần này động tác, thật là lại sạch sẽ lại lưu loát, có thể xứng sách giáo khoa cấp một bộ đánh giết. Phốc, một chỗ khác phó đường chủ bị Hàn Phong kiếm trực tiếp đâm thủng ngực. Hắn thực lực tuy nhiên chỉ có nhị phẩm vũ sư, nhưng đối mặt cửu phẩm vũ đồ, cực phẩm tư chất Lý Thanh Dương cũng chỉ có thể tượng trưng chống lại hai chiêu. Đây coi là đặc thù chiều cố, bằng vào chúng ta Lý đại thiên tài thực lực chân chính, muốn giết hắn một cái đối mặt thì đầy đủ. Phù phù, phó đường chủ quỳ trên mặt đất, ánh mắt tan rã, như là tạp kỹ theo trên vách núi bay xuống, kết quả lại chết như vậy, cái này khiến hắn căn bản không thể đoán được. Còn mặt khác ba tên đà chủ, một cái bị Tô Tiểu Mạt chảm cùng dưới kiếm, một cái bị Điền Thất giết chết, cái cuối cùng chết tại Long Tử Dương Bá Vương thương dưới. Chậc chậc, Quân Thường Tiếu mò sờ cằm nói, tiểu tử kia thực lực cũng không tệ nha, Long Tử Dương nếu như nghe được nhất định sẽ khóc. Trưởng môn, thực lực của ta một mực rất mạnh, chỉ là tại Tử Vong Cốc thời điểm, nội môn sư huynh biểu hiện một cái sau một cái yêu nghiệt, ta ánh sáng hoàn toàn bị che giấu. Mắt thấy phó đường chủ cùng đà chủ toàn bộ bị giết, Hắc Ưng Đường đệ tử ánh mắt nổi lên hãi nhiên, trong lòng càng là dâng lên thoải ý. Lui, cái kia là không thể nào. Khi bọn hắn theo vách núi nhảy xuống bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã nhất định phải chết, không phải ngã chết, mà chính là bị giết chết. Phốc, phốc, Trương Vĩ cho 10 tên đệ tử, như lang như hổ cầm Hàn Phong kiếm, bá vương khí, lấy cường thế lực lượng giết hại lấy. Tạch tạch tạch, Lục Thiên Thiên giơ lên phối hữu vòng tay tay phải, hàn khí tràn ngập mà đến, trong nháy mắt đem một tên địch nhân đóng băng, nói, lang sư muội, đi giết hắn. Ây, tốt. Lăng Nguyên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cầm kiếm đi qua, sau đó huy kiếm chém giết. Vừa rồi giết nhị cầu tử thời điểm, nàng vẫn là nhắm mắt lại, bây giờ có thể mở ra, cũng là trưởng thành tốt nhất chứng minh. Tại thiết cốt đệ tử tàn bạo vô tình giết chóc, Hắc Ưng Đường người toàn bộ đổ trên mặt đất, một người sống không có lưu. Quy củ cú, mọi người bắt đầu soát người, lục soát không ít không gian giới chỉ. Khoan hãy nói, cái này Hắc Ưng Đường người, riêng là mấy cái đa chủ, trong giới chỉ thật là có hàng. Chỉ là ngân phiếu cũng là 7-8 vạn, còn có không ít tinh hạch. Quân Thường Tiếu đem đồ vật thu hết hạ nói, cướp sạch những thứ này tà phái,
cũng là vẫn có thể xem là kiếm tiền phương pháp. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt từ trên người phó đường chủ tìm ra một cái cùng loại cây châm lửa đồ vật nói. Đây là vật gì? Quân Thường Tiếu nhận lấy, tỉ mỉ quan sát một phen nói. Có thể là sùng báo hiệu loại hình đồ chơi đi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia phó đường chủ nói, liền hiểu rõ Hắc Ưng Đường đại bản danh người, đang tại chờ người phía dưới phát tín hiệu, sau đó đem người giết súng tới, hình thành vây kín chi thế. Đó là cái cơ hội, có thể thật tốt lợi dụng một chút, Quân Thường Tiếu nói. Nam đệ tử đem những này người y phục toàn lột xuống thay đổi. Đúng, tuy nhiên không hiểu có ý tứ gì, chúng đệ tử vẫn là làm theo. Rất nhanh, Lý Thanh Dương cùng Tiêu Tội Kỳ bọn người mặc vào có khắc ưng chữ Hắc Ưng Đường đồng phục, tuy nhiên không thể nào vừa người, nhưng còn có thể dùng tạm. Ta đi, Tô Tiểu Mạt nắm lỗ mũi nói, thật lớn hôi nách vị. Đi, Quân Thường Tiếu nói, trở về, mọi người đừng cũ trở về, cùng Tế Vũ đừng tụ họp về sau, Quân Thường Tiếu nói. Sơn Môn có người hay không đi ra? Không có, Lê Lạc Thu nói. Khi nàng nhìn thấy Lý Thanh Dương bọn người mặc lấy Hắc Ưng Đường đồng phục, khó hiểu nói. Trưởng môn, ngươi đây là muốn để bọn hắn trà trộn vào đi sao? Không phải, Quân Thường Tiếu ngồi tại thạch đầu bên trên, một phen sau khi tự hỏi, nói. Đem phía trên chuột đều dẫn dụ xuống tới. Lê Lạc Thu mờ mịt, Quân Thường Tiếu đem các đệ tử triệu đến trước mặt, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp bố trí. Hiểu chưa? Hiểu rõ, mọi người đồng nói. Quân Thường Tiếu theo trên tảng đá nhảy xuống, sau đó mang mọi người đi tới một cái so sánh ẩn nấp khu vực, lấy ra cùng loại cây châm lửa đồ chơi. Dùng như thế nào đâu? Hắn vuốt vuốt một lát, phát hiện đây có một chút buông lỏng, thư ơn xuống đằng trước nhất thời phun ra quỷ dị khói bụi tới. Quân trưởng môn sợ có độc, vội vàng nín hơi. Lo ngoại, xương khói kia cũng không có độc, mà chính là mang theo một cỗ tương đối nhạt mỏng mùi vị, tựa như bụi một dạng hướng Hắc Ưng núi phương vị lướt tới, sau cùng dung nhập trong đại điện. Chính lo lắng chờ đợi liệt hắc sát người được mùi vị, nhếch miệng cười nói. Phó đường chủ phát ra tín hiệu, Dương tiên sinh, chúng ta có thể hành động á? Có thể, Dương chỉ nói. Soát, liệt hắc sát bước dài ra, đánh cây búng tay, nội viện nhất thời tuôn ra hơn 300 tên đệ tử. Bọn họ không có theo đại môn ra ngoài, mà chính là leo tường nhảy ra, sau đó cùng tùy đường chủ theo phiến đá lao xuống. Quả nhiên là sùng báo hiệu nha. Trên cây Quân Thường Tiếu, mang theo huyễn quang kính dâm, thông qua 8 lần nhìn thấy đen nghị một đám người xuống tới. Bên trong tu vi mạnh nhất là một tên điên phong vũ sư, còn có thượng phẩm linh căn, suy đoán hẳn là Hắc Ưng Đường đường chủ. Một cái thất lưu môn phái đại đương gia, có thể có điên phong vũ sư tu vi đã rất không tệ. Phải biết, Tần Hạo Nhiên dạng này lục lưu môn phái lão đại, cũng mới vừa bước vào võ tông. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu biết, Hắc Ưng Đường đường chủ mạnh, cũng không phải thiên phú, khẳng định cùng tu luyện tà phái công pháp có quan hệ. Cho nên đối mặt loại này âm hiểm đối thủ, phải nghiêm túc đối đãi. Chu Hồng, Quân Thường Tiếu nói, xung tới người bên trong có một tên điên phong vũ sư, đợi lát nữa thì giao cho ngươi. Mê mơ, Chu Hồng đáp, cái này tên kiếm tu về đến môn phái về sau, không có đi thí luyện tháp lịch luyện, mà chính là toàn tâm toàn ý lĩnh hội lăng kiếm thần quyết. Mặc dù mới bất quá nửa tháng, nhưng theo ánh mắt bên trong hữu ý vô ý thấu phát kiếm thế, liền có thể nhìn ra, cần phải có không tệ tiến triển. Quân Thường Tiếu đã từng hỏi hắn, không đi thổ luyện thân thể sao? Chu Hồng trả lời là, kiếm tu tại lĩnh hội kiếm đạo thời điểm, tương đương với tại thổ luyện thân thể. Cứ như vậy đứng đấy bất động, cũng có thể thổ luyện. Quân Thường Tiếu không thể nào hiểu được loại này đặc thù chức nghiệp, cho nên cũng liền tin lập tức du lịch cương. Trưởng môn, Dạ Tinh Thần thản nhiên nói, không cần Chu sư đệ xuất thủ, ta thì có thể giải quyết rơi cái kia điên phong vũ sư. Đây chính là tà phái đầu mục, trời mới biết sẽ có hay không có cái gì âm hiểm độc ác vũ kỹ. Quân Thường Tiếu nói, người xác định có nắm chắc? Có nắm chắc. Dạ Tinh Thần thản nhiên nói, một cái thất lưu tà phái đầu mục, với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhớ năm đó, giết chết tà phái Vũ Hoàng, Vũ Thánh thì số lượng cũng không ít. Đã như vậy, Quân Thường Tiếu nói, đầu mục thì giao cho ngươi, ăn bài xong xuôi về sau, nói, mọi người theo kế hoạch tiến hành. Đúng, Tế Vũ Đường thành viên đem Hắc Ưng Đường phó đường chủ, cùng những cái kia thủ hạ chuyển tới, những thi thể này sớm thay đổi thiết cốt phái đồng phục. Sau đó có người ngược lại ở bên cạnh, bày biện ra bộ dáng tựa như đang giả chết. Đúng, cũng là đang giả vờ chết. Lý Thanh Dương bọn người cầm Hắc Ưng Đường vũ khí, giả bộ đối kháng hình, tựa như song phương giao thủ qua, thiết cốt phái đệ tử tình huống bây giờ là gắt gao, thương tổn. Đừng khoa trương nhất là Lý Thượng Thiên, nằm dạp trên mặt đất, miệng méo le lưỡi, liền tốt giống như quỷ thác cổ. Lớn nhất chuyên nghiệp là độc xà bọn họ, đổ vào phó đường chủ bên người, còn dính máu, bôi ở trên mặt mình. Xoát, 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 sau lưng, thông hướng Hắc Ưng núi trên cầu thang, liệt hắc sát mang các đệ tử lao xuống, sau đó thuận khí vị tìm đến. Dựa vào ánh trăng trong lúc mơ hồ nhìn thấy người một nhà, cũng nhìn thấy nằm sấp trên đồng cỏ thi thể. Tình huống như thế nào? Tan tử bọn họ đã trước một bước động thủ. Hắn đại gia, tưởng rằng cái gì châu bò nhân vật, nguyên lai cũng là từ phía sau phiêu đến, liền có thể nhẹ nhóm giải quyết nha. Nghĩ đến mình tại trên núi nghẹn hơn nửa ngày, liệt hắc sát lửa giận ngút trời quát. Đi tới, đem bọn gia hỏa này hết thảy cho ta tháo thành 8 khối. Đúng, chúng đệ tử tăng tốc đi tới, nhưng là duy chỉ có Dương Trì nhíu mày lại. Hắn luôn cảm thấy tình huống không đúng, hoặc là nói, không nên thuận lợi như vậy mới là. Soát,
Liệt Hắc Sát đã vọt tới thứ một cỗ thi thể trước mặt, tề ra vũ khí hướng về sau gánh chặt một kiếm, cũng hài lòng cười nói: "Tam tử, làm tốt lắm." Nhưng phó đường chủ Thủy Chung vai đối diện mình, Liệt Hắc Sát không hiểu, sau đó đi qua, nhưng vừa mở ra bước, sau lưng Dương Chí liền hoảng sợ nói: "Đường chủ, hắn không?" Bành, lưu quang viên đạn nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đem trán xuyên thấu. Dương Chí nói còn chưa dứt lời, song đồng liền đã tan ra, người cũng trực câu câu ngã xuống. Đánh chết cái này quân sư quạt mo về sau, nằm trên mặt đất giả chết các đệ tử nhao nhao nhảy dựng lên, nằm ở phía xa Tế Vũ Đường thành viên cũng xuất hiện. Chúng đệ tử nghe lệnh, quân thường tiếu lạnh lẽo âm u thành âm tại trong sơn dã vang vọng, đem những này gian tà hạng người hết thảy giết sạch. Đúng,